Vừa rồi là những video, những cái thước phim thực tế về chiếc máy băng cảnh TBB33 của Vinmark. Và với cái sản phẩm này thì em vô cùng recommend cho các cô chú anh chị, những đơn vị đang tìm mua một chiếc máy băm cành cây, băm thân gỗ ra dạng răm để chúng ta làm chế phẩm sinh học, hoặc là mình sử dụng để tái chế lại các rác thải nông nghiệp. Thực sự chiếc máy này rất là đáng để mình đầu tư. Thứ nhất là lắp đề nổ rất là dễ dàng, chúng ta khởi động rất là dễ dàng, ắc quy 12V 100Ah giúp máy khởi động thì siêu dễ dàng luôn. Đầu nổ ở đây chúng ta sử dụng đầu nổ mát gió D33. Cái chiếc đầu nổ này cực kỳ là chất lượng, và với cái công suất nó mã lực lớn như vậy giúp cho trong quá trình vận hành cái sản phẩm này hoạt động nhiều giờ đồng hồ mà máy vẫn luôn ổn định, cũng như là năng suất mang lại cực kỳ là cao. Máy nó lốp hơi khá là lớn, phần khung rất là chắc chắn, mọi người có thể nhìn thấy từng cái chi tiết của máy hay là cái hệ thống buồng băm ở đây cũng thế, khá là dày, và các cái vị trí bắt vít rất là cẩn thận, các cái mối hàn, các cái chi tiết đường kết nối với nhau. Và cái cửa xả ở trên đây thì là cửa xả cổ hạc, giúp cái các cái sản phẩm sau khi được băm ra thì xả rất là gọn gàng, không bị bắn tung tóe, giúp sau khi băm xong thì chúng ta thu dọn rất là dễ. Giới thiệu về thông số của cái cửa nạp nguyên liệu để cho tất cả các quý cô chú anh chị cùng nắm được, là cái bề rộng ở bên ngoài này là 50cm, với toa nạp bên trong là 23cm, và cái dài của họng là 33. Và cái kích thước của cái chiếc máy này thì bề dài là 1m9, cao 1m8 và cái chiều rộng là 90cm, để cho những cô chú anh chị quan tâm sản phẩm mình có thể nắm được thông số để mình có thể cân nhắc với cái sản phẩm này. Với cái việc mà sử dụng đầu nổ D33 này, và khi mà chúng ta băm các cái loại chế phẩm thì năng suất sẽ từ 1 tấn cho đến 2 tấn trên 1 giờ. Với cái đường kính toa nạp nguyên liệu này thì những sản phẩm, những cái cành cây có kích thước đường kính lên đến 20cm cũng có thể băm được. Nhưng mà thường thì với đường kính 20cm tận dụng để làm cái việc khác, còn chủ yếu là băm những cái cây 10 hoặc 15 là nhiều. Sản phẩm TBB33 này thì mình có thể dễ dàng sử dụng lắp vào các cái xe công nông, xe cày, nhờ cái phần cầu nối này để chúng ta có thể dễ dàng hơn trong việc dịch chuyển cái thiết bị này từ địa hình này sang địa hình khác. Rất là tiện. Với cái sản phẩm này thì mọi người có thể xử lý được rất là nhiều bài toán. Ví dụ như trong nông nghiệp thì mình có thể làm được các cái chế phẩm sinh học để chúng ta có thể sử dụng để làm với đất này, làm với đất chẳng hạn, hoặc là chúng ta để ủ phân bón để bón trồng cho cây rất là tốt. Sản phẩm Turbo TBB33 có thể băm được cả những cái lá cây ra khá là mịn, như cái video mà mọi người vừa có được trải nghiệm thực tế. Sản phẩm này rất là hữu ích, có thể sử dụng cho các đơn vị xử lý các cái chế phẩm sinh học. Chiếc máy này cực kỳ là chất lượng và là một cái sự lựa chọn đáng để mọi người lựa chọn. Hôm nay thì bên mình chuẩn bị giao hàng cho khách hàng tại Ocean Park, cách Hà Nội khoảng 20 cây, thì đấy, một lát nữa thì mình sẽ giao sang bên đấy. Và với cái sản phẩm này, khi mà chúng ta kết hợp có bánh xe, có đầu nổ thì chúng ta có thể mang máy đi đến tất cả mọi nơi, không giống như các cái loại dùng điện là mình phải làm ở nơi có nguồn điện. Thì với sản phẩm này, sử dụng đầu nổ, sử dụng nhiên liệu bằng dầu thì mọi người có thể di chuyển một cách linh hoạt, nay ở địa điểm này, mai ở địa điểm kia, nay vùng đất này, mai vùng đất kia, đều có thể thoải mái sử dụng. Và với cái sản phẩm này, cái cành cây lớn sẽ được giải quyết một cách rất là dễ dàng. Và Vinmark tự hào là một đơn vị cung cấp ra thị trường các cái dòng máy băm cành cây, từ mini cho đến dòng công nghiệp, từ dòng chạy xăng cho đến dòng chạy điện. Tất cả các quý cô chú anh chị có nhu cầu tìm mua các cái sản phẩm về băm cành, để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng, thì quý cô chú anh chị cùng các bạn mình có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 để được các tư vấn viên của Vinmark tư vấn cho mình những cái mẫu sản phẩm phù hợp. Hoặc mọi người có thể truy cập vào website maymocviet.vn, lựa chọn các cái mẫu mã khác nhau để phù hợp cho với nhu cầu của mọi người. Và cảm ơn quý cô chú anh chị cùng các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.